Đợi nó gần một chút nữa đã. Lam Mềm Vuông thấp giọng nói. Tượng đá tiếp tục hướng về trước một mà đi. Một lát sau đó đã cách bọn họ không đến 10 mét rồi. Lam Mềm Vuông quay sang nói với Lưu Phong. Lát nữa hai ta toàn lực ra tay đánh tan nó. Lam Mềm Vuông vừa nói vừa đem kiếm Vạn Lam Ngân Thảo phóng xuất ra. Sau đó đặt lên trên đầu vai của Lưu Phong. Bạch Long Thương ở trong tay Lưu Phong lập tức phát sáng. Hai con mắt của đầu rồng mở ra. Một luồng khí tức mãnh liệt lập tức lở rộ. Lúc này tượng đá cũng đã tới gần. Lưu Phong hô lên. Ta tới trước. Lời vừa nói xong hắn đã mãnh liệt mà nhảy ra ngoài, tốc độ đã nhanh hơn so với trước, chỉ một cái thoát thân đã đến trước mặt của tượng đá. Bạch Long Thương như là dao long mà biến ra đâm ra, trước khi cự phủ của tượng đá kịp bổ ra thì Bạch Long Thương cũng đã đâm vào ngực của nó. Mảnh đá bắn ra tung tóe, ngay tại ngực tượng đá bị đâm thủng một lỗ, chung là 10 phân. Lưu Phong chùi thường xuống, toàn thân hắn dựa thế mà bắn lên, chỉ nháy mắt sau đó cả người hắn đã bắt đến đỉnh đầu tượng đá, tránh được chân cự phủ của nó. Cũng ngay sau đó, Bạch Long Thương mãnh liệt mà đâm xuống phía dưới. Một tiếng phanh vang lên, đầu tượng đá đã bị hắn nện nát vụn một bên. Lúc này đây là miền vua cũng đã tiến tới, hắn linh hoạt mà tránh được cự phủ, tay phải hắn nắm lại, từng tầng lớp phiến màu vàng hiện lên. Hắn nhìn tượng đá đang cầm cự phủ kia một hồi rồi mãnh liền vùng tới một quyền. Phanh một tiếng trầm đục vang lên, tay phải của tượng đá cứ như vậy mà bị hắn đập nát, cự phủ rơi xuống đất, Lam Hiên Vũ lại bay ngược lên trên trời, lại là một quyền oanh xuống giữa bả vai của nó. Bạch Long Thương ở trong tay Lưu Phong phát ra từng đợt hào quang, từ không trung rơi xuống, trước sau đã tới 3 lần đâm trúng đầu tượng đá, đơn giản chỉ cần đánh nát đầu của nó là đủ. Uỳnh, uỳnh, nháy mắt sau khi đầu nó bị phá nát thì cả người cũng đã sụp xuống, hóa thành một khối đá vụn mà rơi tả xuống đất. Lam Mềm Vũ vội vàng lùi về phía sau, tránh đá vụn đập trúng. Quả nhiên là không được tốt cho lắm, tiền lưới ở phía sau nói. Lưu Phong chìa mũi thường xuống đất, hắn linh hoạt mà lộn một vòng bên trên không trung rồi rơi xuống đỉnh đống đá. Có vài phần uy thế, hào quang trên Bạch Long Thương đang chậm rãi tản ra, sự tăng phúc của Lam Hiền Vũ đối với hắn cũng dần biến mất. Thả người rơi xuống, Lưu Phong hướng về phía Lam Hiền Vũ giơ ngón tay cái lên. Trên thực tế thì gần như do một mình Lam Hiền Vũ đánh tan tượng đá này, hơn nữa còn nhanh chóng lưu loát. Lam Hiền Vũ lúc này cũng hướng về Lưu Phong mà giơ ngón tay cái lên. Làm sao bây giờ? Tiền lỗi bị kích động mà đi tới. Nhìn sự phối hợp giữa Lam Hiền Vũ cùng với Lưu Phong, hắn cũng có một chút kích động rồi. Ai không muốn thể hiện ra được lực lượng của mình trong khảo hạch đấy? Lam Hiền Vũ mỉm cười, không cần xử lý, cứ ở nơi này mà chờ xem. Hắn vừa nói vừa chỉ mặt đất, sau đó liền cứ như vậy mà khoanh chân ngồi xuống. Bên phía bọn hắn, cái này là ngõ cụt, phía sau là vách tường, trước mặt là đống đá. Hắn ngồi xuống như vậy thì tất nhiên từ phía kia hang đá sẽ không thể nào nhìn thấy được gì. Đống đá đã hoàn toàn che kín thân thể của hắn. Tham sống sợ chết sao? Tiền lỗ nhìn Lam Hiền Vũ mà trợn mắt há hốc mồm. Lam Hiền Vũ tức giận mà nói. Nói khó nghe như vậy làm gì? Là như chúng ta thế này gọi là dĩ giật đại não, dùng khỏe ứng mệt. Đợi ở chỗ này thì khả năng bị phát hiện ra rất nhỏ. Hơn nữa cũng không dễ dàng gặp phải những trang bị khác ở trong mê cung. Ngồi đợi là được. Cho bọn hắn đánh nhau đến lúc tiêu hao không sai biệt cho lắm rồi đi cùng không muộn. Biểu lộ của Lưu Phong cũng trở lên trên có một chút cổ quái. Hắn vừa mới thoải mái đầm đìa mà đánh tan tượng đá, đang chuẩn bị đại triển thần thủ, lại không nghĩ rằng là miền vũ sẽ áp dụng cái chiến thuật như vậy. Hiền Vũ không nghĩ tới người cung âm hiểm tới vậy, thực sự là không nhìn ra. Ta âm hiểm ở đâu rồi hả? Cái này gọi là chiến thuật. Lam Hiền Vũ lúc này làm ra một bộ dáng lẽ thường khí hùng mà nói. Được rồi, Lưu Phong cùng với tiền lỗi cũng ngồi xuống bên cạnh hắn. Đống đá đã che lấy thân thể cả ba một cách hoàn mỹ. Nếu từ bên kia hàng đá mà nhìn về phía này, sẽ là chỉ thấy bên này là ngõ cụt. Một ngõ cồn có một đống đá vụn không hơn. Lam Hiền Vũ lúc này cầm cái cự phủ tượng đá, dùng kỳ nãy về đến bên cạnh mình. Cự phủ rất nặng nhưng mà lấy lực lượng của hắn thì vẫn có thể động đậy. Coi như là vũ khí thì cảm giác cũng không tệ cho lắm. Lúc này ở trong sân huấn luyện, 7-8 vị lão sư đang nhìn lên màn hình lớn trước mặt. Màn hình lớn chia làm 10 ô hình ảnh, hiện ra động thái của 10 tổ học viên. Các sư phụ bỗng nhiên giật đều tán thưởng, rồi lại bỗng nhiên lắc đầu nhíu mày. Hiển nhiên mỗi người đều có cách nhìn khác nhau với từng học viên khác. Mà từ đầu tới cuối, ánh mắt của Mộc Trọng Thiên vẫn luôn luôn nhìn chăm chú vào tổ của Lam Hiền Vũ. Vì đã có tình huống lúc trước nên hiển nhiên hắn coi trọng Lam Hiền Vũ hơn hẳn những người khác.
khác. La Mền Vô có thể lấy được hai cái thành tích 10 cộng cũng đã vượt qua khỏi dự kiến của hắn. Hắn cũng không nghĩ rằng La Mền Vô lại có trình độ tốt như vậy. Học kỳ đầu đã có thể không bị loại bỏ là rất tốt. Dù sao thì hồn lực của hắn đến bây giờ cũng mới chỉ là có 14 cấp. Việc này thấp hơn lớp thiếu niên năng động đã nói, thật sự là quá thấp. Theo hắn biết, tu vi cao nhất là Lữ Thiền Tâm, hiện tại hắn đã đột phá đến 19 cấp, tiến thêm một bước tới gần cảnh giới hài hoàn, lại đẳng cấp này mới là thứ học viện hy vọng thấy được. Vì bồi dưỡng lớp thiếu niên năng động này, học viện không chỉ điều tập lực lượng lão sư tốt nhất học viện sơ cấp, mà thậm chí là cả một ít lão sư học viện trung cấp cũng được phái tới dạy bọn hắn. Hiện tại thì khóa cờ giám của lớp thiếu niên năng động này chính là học sớm, nguyên bản là phải từ học viện trung cấp mới có thể mở giấy. Cuộc thi thử giữa kỳ này được học viện vô cùng coi trọng. Lúc này, người đứng ở giữa đám sư kia chính là phó viện trưởng của học viện, chọn kỹ lựa khéo đệ tử 3 tháng tập huấn. Thứ học viện hy vọng thấy được là bọn hắn có những biến hóa thoát thải hoán cốt, có như vậy thì sau này bọn hắn mới có thể nằm dạng dành cho học viện. Tất nhiên thì Mục Trọng Thiền cũng thấy được các phản ứng biến của học bọn Lam Hiên Vũ khi mà chúng đối mặt với tượng đá. Ồ, lực lượng công kích của tên Lưu Phong này rất nhanh, Mục Trọng Thiền đã chú ý tới. Lúc mà Lưu Phong công kích tượng đá lần thứ hai thì lực lượng công kích đã được tăng cường trên phạm vi lớn. Đúng là thực lượng chỉnh thể của tượng đá này không mạnh, cũng vì phải cân nhắc đến việc đối kháng lẫn nhau giữa các học viên nên không thể nào làm bản thân mê cung quá lợi hại, nếu không thì sẽ dẫn đến việc tất cả mọi người không có cơ hội gặp nhau. Không thể nghi ngờ đó chính là một việc không tốt. Thế nhưng mà cái tốc độ giải quyết tượng đá này cũng quá nhanh, Lưu Phong vừa mới phóng ra thế công đã trở lên trên khác trước hoàn toàn. Đây là chuyện gì đã xảy ra? Ngay sau đó, Mục Trọng Thiên liền thấy ba người La Mền Vũ ngồi sau đống đá đó. Hắn không khỏi có một chút sở khóc sở cười. Ba cái tên tiểu tử này thật sự là quá xảo hoạt, hắn có muốn không thừa nhận cũng không được. Trong mê cung thì lựa chọn chiến thuật như vậy đã gần như chính xác nhất. Lúc này, chín tiểu tổ khác đều đang di chuyển ở trong mê cung mà tìm kiếm đối thủ, cũng là tìm kiếm đường ra. Cũng có những người khác đánh tan tượng đá, thậm chí đã có hai tổ chạm mặt nhau rồi. Tất cả mọi người đều hy vọng rằng mình có thể biểu hiện tốt ở trong khảo hạch thực chiến này. Khổ luyện 3 tháng ai không muốn bỗng nhiên nổi tiếng đấy. Nên khi hai tổ này vừa đụng phải nhau đã lập tức như thiên lôi mà triển khai ra toàn diện chiến đấu, đánh tới mức náo nhiệt, có thể nói là cảnh đặc sắc liên tục. Phó viện trưởng đang xem đứng đó cũng là không ngừng gật đầu tỏ vẻ tán thưởng. Không tệ, phó viện trưởng rõ ràng rất là hài lòng, mà người đứng ở bên cạnh hắn chính là vị lão sư bị các học viên kêu là Đại Ma Vương, lão sư Quý Hồng Bân. Quý Hồng Bân lúc này quẹt miệng nói, cái này còn chưa là gì, tổ chính thức tốt nhất phải là cái tổ này. Hắn vừa nói vừa giơ ngón tay chỉ lên trên một vị trí trên màn hình lớn. Ánh mắt phó viện trưởng xoay nhìn lại, nhưng thứ hắn nhìn thấy lại là ba tên tiểu tử đang nhằn nhã mà ngồi ở sau đống đá. Ba tên này, lão Quý, ngươi nói một chút đi, bọn hắn tốt như thế nào? Quý Hồng Bân thản nhiên nói, gặp tình huống số không sợ hãi, tùy cơ ứng biến, đây chính là dùng đầu óc đi tiến hành khảo hạch, có thể phán đoán được tình huống tổng hợp của mê cung, chui vào lỗ thủng. Những đệ tử thông minh như vậy càng có tiền đồ hơn những tên chỉ biết chiến đấu một cách lỗ mãng. Ồ, vậy để chúng ta mỏi mắt mau trở đi, xem cuối cùng bọn hắn có thể lấy được thành tích như thế nào. Phó viện trưởng cười ha ha mà nói, hắn là một người mập lún, lên khi cửa lộ lên trên lại là cho người ta một loại cảm giác rất ôn hòa. Nhưng mà những vị lao sư quen thuộc hắn đều rất rõ ràng, vì này chính là nổi danh đúng kiểu miệng nam múa bụng một bồ dao găm. Lúc trước nếu không phải hắn đã phạm vào sai lầm lớn, thì căn bản cũng không phải đến học viện làm lão sư, mà là đang... Quý Hồng Bân lúc này liếc qua vị phó viện trưởng bên người này, ngươi không cảm thấy trên người chúng có phong cách của người sao? Trong mắt vị phó viện trưởng hơi híp mắt, hắn tức giận nói, ngươi nói vậy là có ý gì? Khóe miệng Quý Hồng Bân khẽ là cò rút một lát, lộ ra một nụ cười cổ quái. Phì hồ, giả bộ cái gì nữa đây, ta không tin người không nhìn ra. Câm miệng, phó viện trưởng trừng mắt, trừng tức giận mà nhìn về phía của Quý Hồng Bân. Quý Hồng Bân lại đưa tay ôm lấy vai của hắn. Được rồi, vẫn là không bỏ xuống được cái có phải không? Phó viện trưởng thở ra một tiếng, làm sao có thể thả xuống được, có điều bây giờ đã tốt hơn nhiều. Lúc mới rút lui, mỗi ngày mỗi lúc ta cũng đều nghĩ như thế nào mới có thể trở về. Ta không biết mình đã tìm tới bao nhiêu người, bỏ ra bao nhiêu cố gắng, đáng tiếc đắc tội với người rồi, trở về không được. Quý Hồng Bân lúc này cười khổ nói, ngươi được kêu là đắc tội với người. Ngươi, tốt rồi, hào hán không đề cập tới chuyện năm đó, không nói nữa, không nói nữa. Phó viên trưởng vội vàng cắt ngang lời của hắn. Quý Hồng Bân giơ ngón tay lên trên chỉ hắn, có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu.
Phó viện trưởng lúc này hừ lạnh một tiếng, không cho ta trở về ta sẽ cho bọn chúng xem, dù ở học viện ta cũng vẫn có thể làm được đại sứ. Hừ, không sai, chính là tên tiểu tử này, tên hắn là gì? Hắn chỉ vào Lam Hiền Vũ trên màn hình. Mục Trọng Thiên lúc này vội bước về phía trước, cùng kính nói, hắn gọi là Lam Hiền Vũ. Được rồi, sau khi kết thúc khảo hạch bảo hắn tới tìm ta, hai mắt phó viện trưởng híp lại, trong mắt hắn mơ hồ có ánh sáng lập lòe. Ở bên cạnh hắn, Quý Hồng Bân đã bị cái híp mắt này dọa cho nhảy dựng.